Thưa quý vị, thời gian gần đây, công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, việc tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên đang là một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy đảng hết sức quan tâm. Vừa là học sinh giỏi, vừa năng nổ tham gia các hoạt động của nhà trường, em Võ Ngọc Huyền Trang vừa qua đã được chi bộ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Liên Chiểu kết nạp vào hàng ngũ đảng. Đây vừa là vinh dự với bản thân em và cũng là điểm sáng của chi bộ nhà trường trong công tác phát triển đảng viên mới. Khi mà con thông báo tin mà sắp được làm lý lịch và làm hồ sơ vào đảng thì gia đình rất là mừng và gia đình và nhà trường luôn tạo mọi cái điều kiện tốt nhất. Thì các em học sinh mà có sức thu hút và lan tỏa thì chúng tôi đặc biệt quan tâm và cho các em tham gia vào nhiều cái hoạt động của nhà trường để từ đó chúng tôi phát hiện ra các tài năng ưu tú. Thì trong năm vừa rồi chúng tôi cũng đã gửi đi học các lớp cấp bình đẳng đối với đối tượng là học sinh thì có 5 em. Với việc đề cao vai trò của tổ chức đoàn, nhất là tổ chức đoàn cơ sở, nhiều đoàn viên ưu tú nổi bật trên địa bàn thành phố thời gian qua đã được phát hiện ươm mầm và bồi dưỡng nhận thức về đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, nhất là trong học sinh, sinh viên hiện nay nhìn chung, vẫn còn thấp, chưa đạt như kỳ vọng. Hiện nay là các cái tiêu chí về kết nạp đảng viên mới, đặc biệt là trong cái đoàn viên là học sinh, thì có nhiều cái tiêu chí rất là khó để các bạn đáp ứng được. Ngoài ra thì các bạn đoàn viên thanh niên ở các khu vực khu dân cư thì đi làm ăn xa, cũng không có sinh hoạt tại các cái chi bộ cũng như các cái tổ dân phố, do đó cũng không phát triển được cái nguồn đảng viên từ đây. Nhận diện và nhìn thẳng vào những hạn chế hết trong công tác phát triển đảng viên hiện nay, Thành ủy Đà Nẵng đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng quán triệt mỗi cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở cần nghiêm túc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể từ đây cho đến cuối nhiệm kỳ để triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên phù hợp đặc điểm ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Từ đó cùng đảng bộ thành phố làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới.